Kẹo marshmallow là một loại kẹo vô cùng thân thuộc với tất cả mọi người. Đặc biệt hơn, nó là nguyên liệu chính để làm nên món kẹo tuyệt vời nougat. Vậy thì mọi người đã bao giờ thắc mắc kẹo marshmallow được làm như thế nào chưa? Hôm nay Ri sẽ giới thiệu cho mọi người cách mà mình tự tạo nên món kẹo marshmallow của riêng mình nha. Về các nguyên liệu cần có thì Ri có tổng hợp như bảng sau. Đầu tiên thì mình sẽ ngâm nở gelatin bằng cách cho 120ml nước ấm vào. Khuấy nhẹ rồi để sang một bên cho gelatin nở. Tiếp đến mình sẽ cho đường vào nồi, đổ phần nước còn lại vào. Bắt nồi nước đường lên bếp và để ở lửa vừa. Mọi người khuấy liên tục cho tới khi nào phần nước đường nóng lên thì mình giảm về lửa nhỏ một chút và không khuấy nữa. Ở đây nếu mà bạn nào muốn giảm đi bớt lượng đường thì mình có thể giảm, nhưng mà giảm đường có quá 20g nha. À, khi nãy Ri có nói là giảm về lửa nhỏ là có nghĩa là giảm về lửa trung bình nhỏ đó mọi người, chứ mọi người đừng có để về lửa nhỏ nhất nha. Tại vì nếu mà để về lửa nhỏ nhất thì nấu hoài nó cũng không sôi đâu. Còn nếu mà mình để lửa to quá thì rất là dễ khiến cho đường bị đặc lại thành caramel đó mọi người. Tới khi nào mọi người thấy nước đường sôi mạnh như vậy thì mọi người nấu thêm từ 5-7 phút nữa. Sau 5 phút thì mọi người thử xem đường đạt chưa bằng cách nhỏ một giọt đường vào chén nước lạnh. Nếu mà đường không có tan với nước mà động lại ở dưới đáy như vậy là ok nè mọi người. Khi đường đã đạt thì mọi người cho phần gelatin đã ngâm nở vào. Mình khuấy liên tục cho tới khi nào gelatin tan hết và hỗn hợp bắt đầu sôi thì mình tắt bếp. Mọi người dùng máy đánh trứng để đánh bông hỗn hợp lên. Lúc này thì hỗn hợp rất là nóng cho nên là mọi người đánh cẩn thận không bị bỏng nha. Mọi người có thể dựng thẳng que đánh lên và đánh thì khi đó hỗn hợp sẽ ít bị văng hơn. Mọi người đánh cho tới khi nào phần kẹo tạo thành những đường vân như thế này nè thì khi đó là phần kẹo đã sắp đạt rồi đó mọi người. Tính từ lúc mà tạo thành đường vân thì mọi người đánh thêm từ 3-5 phút nữa. Về phần tạo hình kẹo thì mọi người có thể đổ kẹo ra khuôn. Khuôn mình nhớ lót sẵn giấy nến để cho đỡ dính nha. Mọi người thích thì có thể quết bột bắp lên như vậy để cho lát nữa mình lấy kẹo ra dễ hơn. Còn nếu mà không có thì cũng không sao nha. Tại vì mình cũng có sẵn cái lớp giấy nến rồi đó mọi người. Còn nếu mà mọi người thích tạo hình kẹo đẹp hơn thì mình có thể cho vào túi bắt kem và bắt theo hình dạng ưng ý nhất. Ri làm kẹo marshmallow này để làm nguyên liệu cho món kẹo nougat đó mọi người. Cho nên là thật ra là cũng không có cần quan trọng cái phần đẹp mắt cho lắm. Xong rồi thì mọi người lấy một cái gì đó đậy lên phần mặt để cho khỏi bị con gì bay vào nha. Mình để im cho kẹo đông lại từ 3-6 tiếng. Nếu mà mọi người muốn cho kẹo đông nhanh hơn thì có thể để vào tủ lạnh từ 30-1 tiếng là kẹo đông đó mọi người. Giờ đến công đoạn cắt kẹo nè. Vì kẹo khá là dính cho nên là mọi người rây bột bắp lên trên phần giấy nến để cắt kẹo cho dễ nha. Phần dao cắt mình cũng lăn qua bột bắp luôn nha mọi người. Ri cắt thành những miếng vuông nhỏ như vậy nè, để khi làm kẹo nougat đun chảy nhanh hơn á mọi người. À, ngày mai Ri sẽ lên sóng video cách làm kẹo nougat, mọi người nhớ đón xem nha. Mặc dù là kẹo tự làm tại nhà nhưng mà thơm ngon không kém gì mua ngoài cửa hàng luôn á mọi người. Thậm chí với Ri thì Ri thấy là ngon hơn luôn á. Tại vì kẹo mình tự làm thì mình canh được lượng đường á mọi người. Còn mua ở ngoài tiệm thì Ri thấy nó hơi ngọt. Với cả để ở ngoài tiệm thì đôi khi là người ta để hơi lâu quá mọi người. Cho nên là thành ra khi mà mình làm kẹo nougat á, nó sẽ không có ngon bằng kẹo mới. Hy vọng là qua clip này của Ri thì mọi người sẽ có thể tự làm cho mình món kẹo dẻo marshmallow. Nếu mà mọi người có bất kỳ thắc mắc nào thì cứ bình luận ở bên dưới, Ri sẽ giải đáp cho mọi người nha. Đối với Ri, làm bánh là một môn nghệ thuật thiền. Tại vì cho dù là mệt mỏi tới đâu, khi mà bắt tay vào làm bánh thì Ri cảm thấy bản thân mình được chữa lành rất là nhiều. Ri hy vọng là mọi người sẽ có những khoảnh khắc thật là hạnh phúc khi làm bánh. Và dù là có đang mệt mỏi tới đâu thì khi làm xong chiếc bánh của mình cũng hãy vui lên nha. Chúc mọi người luôn khỏe và nhiều niềm vui.